Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố châu Âu hiện là tâm chấn của đại dịch COVID-19 toàn cầu, đồng thời cảnh báo không thể biết rõ khi nào dịch sẽ đạt đỉnh. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus lưu ý châu Âu hiện có số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì COVID-19 nhiều hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại, không tính Trung Quốc đại lục. Cảnh báo của WHO là nhằm thức tỉnh các nước châu Âu khẩn trương hành động để ngăn dịch lây lan. Tính đến nay đã có hơn 25.000 ca nhiễm tại tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu. Số người tử vong do dịch bệnh ở đây hiện cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. WHO khẳng định các nước châu Âu giờ không thể chần chừ được nữa. Các chính phủ cần thừa nhận rằng họ đang phải đối mặt với một thách thức y tế công cộng tồi tệ nhất trong hàng thế kỷ.